Xin chào các bạn đã quay trở lại với podcast của Trần Quốc Phúc. Hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện cùng với nhau với chủ đề là dạy con học giỏi. Chủ đề này nghe có vẻ là rất là mới hả? Thật ra thì tôi biết rất là quen thuộc với tất cả các anh chị em. Tôi biết những người mà đang xem cái podcast này của tôi hầu hết là những người cha mẹ khá là văn minh. Chúng ta biết ngày hôm nay cái chủ đề mà dạy con học giỏi cũng là một trong những cái điều mà rất là nhiều người cha mẹ phải phân vân. Bởi vì ai cũng muốn con mình sau này lớn lên trở thành một cái người thành công có ích. Mà mình muốn thành công và có ích thì điều đầu tiên là mình phải có năng lực, mình phải có tài năng đã. Đúng không? Chứ bây giờ con không có năng lực, con không có tài năng, con không trí tuệ thì làm sao con có thể làm bác sĩ được, có thể làm kỹ sư, có thể sản xuất ra máy bay, sản xuất ra xe hơi, tạo ra những cái công trình lớn để giúp đỡ được cho cộng đồng, cho xã hội. Nên cái điều đầu tiên của người cha mẹ là luôn luôn mong muốn con mình phải được giáo dục tốt. Con mình nó phải giỏi, nó phải học điểm cao. Thật ra điểm số nó không có tội. Nhưng mà người cha mẹ chúng ta hiểu được là nó có phản ánh được tất cả mọi thứ hay không. Cái điều quan trọng của một đứa trẻ đó, khi mà con đi học hay là con chơi hay là con làm bất kỳ một cái việc gì trong cuộc sống, đó chính là nó phải vui. Bởi vì đứa trẻ nó được sống bằng cảm xúc rất là nhiều. Nếu mình bắt con mình học á, mà nó không vui, nó không có thoải mái đó, thì đứa trẻ nó không thể nào phát huy hết được cái năng lực não bộ của nó. Mà không phải đứa trẻ không đâu nha, thậm chí người lớn chúng ta cũng vậy. Mà muốn một đứa trẻ nó có thể học tốt thì cái môn học và cái phương pháp học cũng như là cái môi trường ở đó nó phải tạo cho một đứa trẻ cảm thấy hứng thú. Nếu mà một đứa trẻ đi học mà con cảm thấy nó rất là buồn chán, trời ơi nó cô đơn, nó áp lực, bị cô chửi, bạn bè thì chê, thì chắc chắn cái nơi đó không thể nào giúp đứa trẻ phát triển được cái trí tuệ của mình. Nên điều đầu tiên chúng ta phải để ý khi mà con mình nó không thích đi học á, hoặc là đến trường nó học không tốt, không có nghĩa rằng đứa trẻ này nó khờ, không có phải là đứa trẻ mình nó chậm chạp, mà mình phải xem những cái điều kiện ở bên ngoài nó tác động như thế nào vào trong tâm trí đứa trẻ đó. Người lớn của mình á, là mình sống có mục đích, mình có mục tiêu. Mình biết rằng là tháng này hay năm nay mình phải thi cuộc thi này, mình đậu. Bởi vì nếu mình đậu thì mình được tăng chức, mình được tăng lương, mình có cái mục tiêu hấp dẫn đằng sau á, nên mình cứ tập trung vào thời gian mình học. Như vậy khi mà mình nuôi dạy một đứa con cũng vậy, không phải đứa trẻ nào cũng hiểu được tại sao con phải học. Con không biết được rằng là cái động lực sung sướng đằng sau việc học là gì. Do đó đôi lúc những người cha mẹ bắt đứa con á, ngồi học một cách rất là căng thẳng, mà cái môi trường á, dạy học cho trẻ á, nó không có vui nữa. Cũng giống như anh chị ngồi ở nhà, anh chị đọc sách, nhưng mà xung quanh á, có nhiều người cứ ngồi chê mình, cứ la mình, cự mình, thậm chí mở nhạc đùng đùng, thì rõ ràng mình cũng đâu học tốt được đâu, đúng không? Nên để cho con của mình học giỏi á, thì điều đầu tiên thì cái môi trường và cái phương pháp giảng dạy ở đó nó có làm cho đứa trẻ được tuôn chảy, được thoải mái hay không? Anh chị còn nhớ ngày xưa nhiều năm á, chúng ta đi học như thế nào? Tôi còn nhớ cái thời của tôi đó, thì có một cái buổi trưa hè, mình chuẩn bị hết để mình chờ thầy giáo xuống lớp để dạy. Cả lớp ngồi chờ hoài không thấy ông thầy xuống. Sau đó trên ban giám hiệu nhà trường mới có một người đi xuống. Thì hôm nay chúng tôi nói, ủa sao bữa nay thầy mình đâu mà có người xuống, lạ à ta? Cái xuống người xuống mà đứng trước lớp và dõng dạc thông báo: các em thân mến, hôm nay thầy giáo dạy môn văn của các em bệnh nên nghỉ nha. Thì lúc đó cả lớp như thế nào ạ? Trời đất ơi, thật sự mà nói là cả lớp nó sung xuống, nó nhảy lên, nó hô hào, nó mừng quá trời quá đất luôn các anh chị em. Anh chị có thấy điều đó quen ở trong mình không? Mặc dù ở trên bảng nó có một cái câu là gì à, tiên học lễ hộ văn. Nhưng mà nghe thầy giáo bệnh một cái là cả lớp nó hạnh phúc. Ủa sao lạ vậy ta? Là bởi vì đơn giản sao? Ngày xưa mình đi học, trời ơi, nghe cái chuyện học là nó giận tóc gái lắm. Tôi nói thật sự với anh chị em là bây giờ nhiều người lớn, bây giờ mà nghe nói trời ơi cái gì học nữa, bây giờ ngày xưa giờ học nhiều quá rồi tôi. Họ nghe cái chuyện học á, nó là một cái thứ gì đó, nó là tra tấn, nó là kinh khủng. Mà đúng là ngày xưa đi học là tra tấn thiệt nha.
Tại sao đi học lại bị quýnh đòn nè, nhéo lỗ tai nè, bị gõ đầu nè, bị quýnh coi như là banh xác luôn, đúng không? Nghĩa là ngày xưa cái việc đi học nó là một cái cực hình, nó rất là căng thẳng. Và nhiều khi mình bị căng thẳng nếu mình quen luôn. Nên đôi lúc á, bây giờ mình đem cái căng thẳng đó mình đổ cho con của mình. Rồi cái cuộc chạy đua về thành tích là gì? Tại vì á, khi mà con người ta ai cũng nghĩ rằng cái điểm số nó là cái thước đo. Rồi đôi lúc con người ta cứ chăm chăm vào điểm số đó. Có nhiều người là bằng mọi cách phải cho con mình học thêm, cho con mình học riêng với cô kèm để cho cái điểm số tốt. Tôi nói anh chị em nghe nè, cái việc mà con mình giỏi đó là điều cần thiết. Nhưng mà có ngàn cách để giúp cho con của mình phát triển được cái tài năng. Cái điểm số đó nó chưa có thể đo lường được, phản ứng hết được. Bởi vì nó còn rất nhiều cái thứ khác mà có thể giúp cho đứa trẻ thành công ngoài đời. Và anh chị thấy được rằng hầu hết những cái nghiên cứu cho thấy cái kiến thức chuyên môn nó chỉ chiếm có 20-25% cái sự thành công của một đứa trẻ, của một con người khi bước ra đời. Các anh chị thấy là tại sao có nhiều người học rất là giỏi ở trường học nhưng mà họ ra đời họ vẫn không có thành tựu được. Và anh chị thấy là tại sao có những người học ở trường học có thể điểm số người ta không xuất sắc nha, nhưng mà người ta ra đời á, người ta có thể thành công, người ta có thể làm được rất nhiều việc có ích cho cuộc đời này. Điều đó có nghĩa là cái kiến thức chuyên môn á, nó chưa đủ để giúp cho chúng ta thành công. Mà để một con người thành công á, ở trong cái xã hội, trong ngoài đời, thì cái thái độ sống, cái tư duy, cái kỹ năng sống và những cái thói quen mỗi ngày của một con người nó quyết định những cái thành tựu ngoài đời nữa. Còn cái kiến thức chuyên môn nó chỉ giúp mình trở thành một chuyên gia thôi. Do đó tôi có một người bạn, anh ta mới nói thế này nè Phúc. Tôi nói thật sự với cậu, mình ra đời không phải lúc nào mình cũng thề mình giỏi, mình thông minh là mình thành công đâu. Là bởi vì lúc mình trong trường học á, mình đem toán lý hóa, mình đem đạo hàm tích phân ra mình ngồi mình tính. Nhưng mà ra đời có nào nói ê bây giờ để tôi với anh ký hợp đồng để tôi tính cái bài tích phân, tôi tính cái bài đạo hàm cái đi rồi chúng ta bắt đầu coi ai thông minh để chúng ta làm việc. Thấy không? Không phải. Giờ đó có rất là nhiều người trong cuộc đời rất là thông minh nhưng mà ta không thích làm việc với mình, rốt cuộc là mình cũng thất bại. Để mình có thể thành công trong cuộc sống thì con người mình cần phải hoàn thiện nhiều khía cạnh lắm. Nên người cha mẹ chúng ta hiểu rằng là để cho con của mình sau này lớn lên thành công. Có những đứa trẻ có thể nó không học toán giỏi nhưng mà cái đứa trẻ đó nó có khả năng làm việc với con người tốt, thì tôi đố anh chị nó thành công không ạ? Có thể một đứa trẻ nó không học toán giỏi, không làm việc con người tốt, nhưng mà nó có thể là một đứa trẻ có một cái năng khiếu vẽ, có cái năng khiếu hát hoặc là chơi thể thao tốt. Vì vậy mỗi một đứa trẻ nó có một cái tài năng, nó có một cái năng khiếu. Cái giỏi của nó dựa trên cái nền tảng cốt lõi, dựa trên cái năng khiếu bẩm sinh của nó. Chứ đừng bao giờ bắt con của mình có thể giỏi hơn tất cả mọi thứ. Như vậy nó vô tình đó, nó giúp cho đứa trẻ cảm thấy cực kỳ bị áp lực luôn. Nên việc của người cha mẹ cần phải mở rộng mình ra, cần phải học tập để nâng cấp, để chúng ta hiểu rằng để giúp cho con mình trở thành một đứa trẻ học giỏi thì cái điều đầu tiên là phải kiến tạo cho con một cái môi trường, cho con một cái nơi mà con đến đó con cảm thấy rất là thích học. Cái đầu tiên là cái môi trường để học tập nha. Cái thứ hai đó chính là cần phải có cái phương pháp để giúp cho con được học tốt. Cái môi trường là vui vẻ, là thân thiện, yêu thương và có cái phương pháp giảng dạy. Anh chị để ý thế này nè, tại sao bây giờ rất là nhiều phụ huynh người ta hiểu được rằng là cái việc mà giúp cho trẻ phát triển những kỹ năng, những cái chương trình toán tư duy, những cái kỹ năng sống nó giúp cho đứa trẻ rất là tốt, là bởi vì các con nó được học với cái niềm vui bằng những cái phương pháp hiện đại. Đứa trẻ cũng học một cái bài toán đó nhưng mà con không học theo cái kiểu là ngồi 1 cộng 1 bằng 2 rồi ngồi lấy máy tính ngồi cộng như kiểu cũ nữa, mà nó có nhiều cái phương pháp hiện đại. Rồi đặc biệt ngày hôm nay chúng ta thấy được rằng là rất là nhiều những đất nước phát triển người ta cực kỳ chú trọng đến việc giáo dục về thái độ sống, giáo dục về kỹ năng sống cho trẻ. Bởi vì những thứ này nó mới giúp cho đứa trẻ chủ động hơn, tự lập hơn và con tự lên cái kế hoạch cho mình trong cái việc hoàn thiện cái kỹ năng học tập của con. Do đó người cha mẹ ngoài cái chuyện là chúng ta cho con mình một cái số tiền để con được đi học thì chính là chúng ta lựa chọn cho con mình những nơi mà có cái phương pháp. Và điều đặc biệt thứ ba nữa là bản thân mình cần phải đồng hành được cùng với con của mình trong cái niềm vui và hạnh phúc, và cho con hiểu rằng tại sao con phải học, chứ không phải là học đi sau này thành tài. Không phải. Cái sự thành tài đó đôi lúc nó là điều cha mẹ muốn,
mình phải dựa trên cái mục tiêu của con. Tôi nói ví dụ như thế này, mình biết con của mình á là nó thích đi đi khu vui chơi đi, thì mình mới hỏi con bây giờ con muốn có tiền để con khu vui chơi không, con có muốn được đi khu vui chơi đó không. Thì nếu như một đứa trẻ đó nó thích cái khu vui chơi thì anh chị gắn cái việc mà con học với cái khu vui chơi. Tôi nói ví dụ đơn giản thế này nè, con học giỏi, con học tốt, con học xong cái bài tập này thì con mới có thể tận hưởng được những giây phút mà con đi vui chơi, thì mẹ mới tặng cho con. Thì tôi nói cái ví dụ này để anh chị thấy là muốn con mình hoàn thành tốt cái việc A là cái việc học, thì nó gắn liền với một cái niềm vui đằng sau đó, thì nó có một cái động lực để con theo đuổi. Nếu như cái việc học đó mà nó có khó khăn thì đứa trẻ cũng sẽ dễ dàng vượt qua, bởi vì nó có niềm vui sướng phía sau. Tôi nói ví dụ như bản thân người cha mẹ mình nè, bây giờ mình nuôi con đi, mình có thể cảm thấy rất là áp lực là lo cơm áo gạo tiền, nhưng mà chỉ cần mình nhìn thấy con của mình á, nó được học một cái trường, nó được vui vẻ, nó có một cái món ăn ngon, tự nhiên mình đi làm mình cảm thấy những cái cực á nó sẽ bắt đầu bớt. Có thể mình đi ra ngoài nắng ngoài mưa, có thể mình làm việc thức đêm thức khuya, mình tăng ca để mình có thêm cái thu nhập. Mình cảm thấy rất là mệt với công việc đó, nhưng mà mình nhìn thấy con của mình nó được ăn ngon, nó được học một môi trường tốt, tự nhiên mình có động lực mình làm việc. Do đó cái động lực của một đứa trẻ cũng tương tự như người lớn vậy đó. Mình muốn con xem cái việc học nó dễ dàng và con học dễ, thì mình hãy cho con một cái đích đến, một cái lý do, một cái sự hấp dẫn đằng sau khi mà con vượt qua những cái bài tập khó ở trường. Thì lúc đó đứa trẻ sẽ luôn luôn có một cái sức mạnh để con đi đến trường. Còn nếu không thì con cảm thấy những cái bài toán khó, những cái bài tập mà thầy cô cho hoặc là phải đọc chữ nó cực quá đi, là bởi vì không nhìn thấy được cái niềm vui đằng phía sau. Cho nên người cha mẹ mình không chỉ đơn giản là cho con của mình tiền, cho con mình cái môi trường, mà bản thân mình á là phải thấu hiểu và lắng nghe con. Bởi vì con nó đơn độc, nó chỉ có đi đến trường rồi nó học, nó không có ai hiểu nó, và lúc đó rất là buồn. Cho ra bản thân người cha mẹ hãy nên lắng nghe con nhiều hơn, trò chuyện con, cho con biết được những cái niềm vui đằng sau, những cái mong muốn của anh chị. Và đặc biệt cũng phải lắng nghe xem con mình muốn gì nha. Và mình gắn liền những cái nhiệm vụ học tập, cái nhiệm vụ phát triển của con với những cái niềm vui mà con mong muốn, thì lúc đó con sẽ không cảm thấy áp lực nữa. Thì thật ra mình giáo dục con, mình muốn con mình làm bất kỳ cái việc gì thì cái muốn của mình nó có phù hợp với cái muốn của đứa trẻ không. Chứ mình bắt con theo cái ý của mình không á, thì vô tình nó làm cho đứa trẻ cảm thấy bị ức chế, cảm thấy bị áp lực, cảm thấy bị stress, và dẫn đến mâu thuẫn giữa cha mẹ với con trẻ. Nên mình muốn con mình học giỏi thì đó là điều tốt nha. Và mình phải cho con hiểu lý do tại sao con học giỏi, cái điều đó tốt đẹp như thế nào, có gắn liền với cái muốn con không, cái niềm vui con không. Ví dụ như sau này con có muốn đi du lịch khắp nơi thế giới không, con có muốn tiền để mua đồ chơi không, con muốn có tiền để đi làm từ thiện giúp đỡ người này người kia không, con muốn điều đó. Thì con muốn có được những điều đó thì việc của con bây giờ là gì? Con phải học cái bài tập này đi. Con phải học nó thì con sau này con mới có kiến thức, thì con có kiến thức thì con mới đi làm, con đi làm thì con mới có tiền để con có thể đi du lịch. Hoặc là ví dụ như con của tôi á, thì bạn ấy thích đi sang Phần Lan để thăm ông già Noel. Thì cứ mỗi lần mà bạn ấy cảm thấy chểnh mảng cái việc đi học hay là bạn ấy không có ngồi học bài, thì tôi hỏi Emily, con có thích đi Phần Lan thăm ông già Noel không? Nó chả thích. Thì con muốn gặp ông già Noel thì con phải nói được tiếng Anh chứ. Mà muốn nói được tiếng Anh thì bây giờ con phải sao? Con phải học. Thì thế là đứa trẻ nó bắt đầu nó dành thời gian để nó học tiếng Anh. Tôi muốn chia sẻ điều này để anh chị hình dung rằng là bất kỳ một cái việc gì mình muốn con mình làm tốt thì hãy gắn liền với một điều tốt đẹp mà con muốn. Mình muốn con học giỏi, mình muốn con phát triển, mình muốn con tốt đẹp thế nào thì hãy để ý điều đó. Và hãy nhớ rằng điểm số ở trường học không phải quyết định hết tất cả cái sự thành công đứa trẻ ngoài đời. Do đó người cha mẹ đừng có mang cái điểm số đó mà áp đặt con quá lớn. Cái quan trọng của đứa trẻ đó chính là con có một cái môi trường học, con được trưởng thành trong hạnh phúc và hoàn thiện cho con những cái kỹ năng sống, những cái giá trị sống, giúp cho con phát triển những cái năng lực tư duy để cho con có thể dễ dàng hơn trong việc hoàn thiện học tập ở trường, và giúp cho con hoàn thiện cái cách sống ở ngoài đời cũng như trong mối quan hệ với bạn bè và những người xung quanh. Rồi, xin chào tất cả các anh chị. Hãy bấm vào nút đăng ký cái kênh follow để tiếp tục xem những cái video, những bài trò chuyện tiếp theo của tôi cùng với Trần Quốc Phúc bạn nha.